Tôi muốn trình bày một cái clip ngắn với quý vị liên hệ về vấn đề làm sao mình bắt đầu thực dưỡng hiện đại. Thì trong tất cả những buổi nói chuyện của tôi thì luôn luôn có câu hỏi này, tôi muốn bắt đầu bằng thực dưỡng, bắt đầu áp dụng thực dưỡng, nhưng mà làm cách nào và làm sao cho nó nhanh, cho nó có hiệu quả. Thì thực sự á, nó rất là đơn giản. Tức là quý vị hồi xưa tới giờ ăn cái nấy, hồi xưa cái gì làm cái gì, làm y chang, không có thay đổi gì hết. Cái bước đầu tiên quý vị phải làm là thay đổi cơm trắng thành cơm lứt. Học cách nấu cho nó mềm, cho nó ngọt, cho nó ngon, biết cách nấu là cái quan trọng nhất để mình có thể ăn lâu dài. Sau khi quý vị thay cơm trắng bằng cơm lứt một thời gian thì quý vị sẽ thấy cái lợi ích lớn lao của nó, quý vị sẽ thấy sức khỏe gia tăng. Từ cái lợi ích đó quý vị có niềm tin thì bắt đầu cái bước kế tiếp. Chúng tôi đề nghị quý vị giảm thịt, tăng rau, giảm thôi nha quý vị, không có bỏ. Rồi cái bước thứ ba là quý vị loại bỏ những thức ăn độc hại trong gia đình, ví dụ như mì gói, như coca, như bột ngọt, như đường. Thì quý vị sẽ giảm thịt, tăng rau, rồi loại bỏ những cái chất mà có hại. Rồi từ bước là quý vị không dùng đồ ăn đóng chai đóng hộp nữa, mà thay vào những cái thức ăn thiên nhiên, rau củ tươi. Thì nó có những cái điểm rất là quan trọng, là khi mà mình bắt đầu đó quý vị thì mình bối rối, nhưng mà đừng bối rối, tức là làm y như những cái gì nào mình đang làm, rồi mình từ bước mình sẽ sửa chữa. Rồi cùng lúc đó tôi cũng đề nghị quý vị lên cái web bếp thực dưỡng.com đọc thêm những cái bài viết để mà quý vị hội nhập, để mà thu thập thêm những tài liệu, những thông tin, rồi từ đó bắt đầu mình làm dần dần những cách nấu ăn trên web bếp thực dưỡng.com rất là hay. Thì quý vị học những cách nấu ở trên đó là sao, tức là sau khi quý vị đã hoàn thành cái chỉ tiêu ban đầu là đổi cơm trắng thành cơm lứt cho nó quen, rồi tăng rau, giảm thịt, rồi loại bỏ những cái hóa chất, đường, những thức ăn mì gói, coca, những thức ăn đóng chai, đóng hộp. Sau cái bước kế tiếp nữa, quý vị biết là quý vị cũng nhiều lăn tăn với trái cây. Thì quý vị để ý hầu hết trái cây đều tốt với điều kiện. Thứ nhất, quý vị đừng những ăn những thức ăn quá ngọt. Ví dụ như cái trái tốt nhất là dâu tây chẳng hạn, hay là chút đỉnh, cam, bưởi, quýt. Nhưng mà ăn số lượng nhỏ, quý vị trái những cái trái mà nó ở miền ôn đới với hàn đới là tốt nhất. Gì trái lê nè, rồi trái apple, tức là cái trái táo tây nè, quý vị ăn những thứ ít ngọt. Mình nên tránh những thức ăn quá ngọt, ví dụ như ở Việt Nam mình thì có sầu riêng hay là mít, nên tránh. Và mình ăn trước khi ăn, tức là trước khi ăn cơm chừng nửa tiếng mình ăn những thức ăn này, và nhớ những thức ăn chua này có chút xíu muối, mà dùng muối thiên nhiên quý vị. Thì như vậy là cơ thể quý vị nó sẵn sàng, nó làm cho quý vị cảm thấy thèm ăn và ăn ngon. Thì như vậy quý vị ăn lượng nhỏ thức ăn mà trước khi ăn thì rất là tốt cho vấn đề tiêu hóa, vấn đề biến dưỡng. Rồi kế tới là những thức ăn thực dưỡng mà sau cái thời gian quý vị ăn, thời gian quý vị sẽ thấy là nó rất là rẻ tiền, rất là thực dụng, mà rất là nhất là rất là lợi cho sức khỏe. Tức là quý vị không có sợ nó quá tốn kém, là bởi vì sao, quý vị sẽ không còn cần bỏ tiền để mua thịt nữa, mua thuốc tây nữa, mua những cái thứ mắc tiền như những cái thứ mà gia vị vô dụng, nó chỉ làm trì trệ, chỉ làm bệnh tật. Thì dĩ nhiên bên này quý vị cần phải trang bị, khi bắt đầu quen quý vị phải trang bị những cái gia vị thực dưỡng rất là tốt cho vấn đề tiêu hóa và nuôi sống mình và làm cho cơ thể mình tốt đó. Có tamari nè, miso nè, sắn dây nè, mơ muối nè, natto, teca là những thứ mà quý vị nên có để mà mình dùng trong mỗi bữa ăn. Vì những cái thức ăn này nó sẽ cộng sinh với cái vi sinh đường ruột, nó làm cho cái cơ thể mình nó tăng chất dinh dưỡng mà giảm chất độc hại, và cùng lúc đó, cơ thể quý vị càng lúc càng tươi nhuận ra. Thì quý vị sẽ thấy tất cả những cái bệnh lặt vặt là biến mất, mà những cái nguy cơ, những cái bệnh nan y như ung thư, tiểu đường sẽ không đến thăm quý